san, konnichiwa. Xin chào các bạn đến với chuyên mục tin nhân Nhật Bản. Vi sẽ là người đưa tin hôm nay. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Việt Nam nối lại đường bay quốc tế Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc. Đội tuyển Nhật Bản thắng đậm với tỷ số 14-0 tại vòng loại World Cup 2022. Nhật Bản chính thức bước vào kỷ nguyên nghỉ hưu ở tuổi 70. Hoa anh đào nở rộ khắp Nhật Bản. Nhật Bản áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm từ ngày 5 tháng 4. Vietnam Airlines sẽ khôi phục dần mạng bay quốc tế một cách an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách và góp phần tái phát triển nền kinh tế du lịch. Các đường bay sẽ khai thác trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 gồm Hà Nội, Tokyo, Nhật Bản, Hà Nội, Seoul, Hàn Quốc, Hà Nội, Sydney, Úc và thành phố Hồ Chí Minh, Sydney, Úc. Cụ thể, kế hoạch khai thác chuyến bay quốc tế Hà Nội đến Tokyo sẽ khởi hành vào các ngày 3, 8, 11, 16, 23, 27, 29 trong tháng 4 năm 2021. Theo Vietnam Airlines, hiện tại quy định nhập cảnh của các nước, các chuyến bay từ Việt Nam chỉ phục vụ nhu cầu của người Việt đi học tập, lao động, thăm thân ở nước ngoài, người nước ngoài từ Việt Nam về nước và phù hợp các quy định về nhập cảnh của các nước. Đối với việc chở khách từ nước ngoài về, theo quy định nhập cảnh hiện tại của chính phủ Việt Nam, Vietnam Airlines vẫn tiếp tục vận chuyển theo sự phân bổ của các cơ quan chức năng dưới hình thức về các chuyến bay hồi hương và chuyến bay chở chuyên gia. Đội tuyển Nhật Bản đã thể hiện sức mạnh của ông lớn bóng đá châu Á khi đè bẹp Mông Cổ với tỷ số 14-0 tại trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Chiến thắng này giúp đội tuyển Nhật Bản nắm chắc ngôi đầu bảng với 15 điểm tuyệt đối sau 5 trận đấu cùng với thành tích 27 bàn và chưa thủng lưới. Với kết quả 14-0, Nhật Bản trở thành đội tuyển thứ hai có chiến thắng đậm tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước Nhật Bản, Iran cũng từng giành thắng lợi 14-0 trong trận đấu với Campuchia thuộc khuôn khổ với vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á hồi năm 2019. Từ ngày 1 tháng 4, Nhật Bản sẽ chính thức thực hiện luật hưu trí mới được sửa đổi. Điều này đồng nghĩa với việc xã hội Nhật Bản sẽ bước vào thời kỳ nghỉ hưu ở tuổi 70. Chính phủ Nhật Bản đưa ra chính sách này chủ yếu nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động do hiện tượng già hóa, tỷ lệ sinh ngày càng giảm trầm trọng và giảm bớt áp lực lên quỹ an sinh xã hội. Sau khi luật hưu trí mới được sửa đổi, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4, người lao động của doanh nghiệp có thể lựa chọn nghỉ hưu hoặc tiếp tục làm việc thêm 5 năm ở tuổi 65. Đồng thời, để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người cao tuổi, chính phủ Nhật Bản bắt đầu thực hiện chế độ trả lương như nhau cho cùng công việc đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ ngày 1 tháng 4. Trước đó, chính sách này chỉ có một số công ty lớn thực hiện. Không phải chờ đến tháng 4, người dân Nhật Bản đã ngắm hoa anh đào nở rộ sớm nhất trong 70 năm qua. Sắc màu dịu dàng của loài hoa nổi tiếng này đã xóa một chút ảm đạm của dịch Covid-19. Vào ngày 26 tháng 3, mùa hoa anh đào bước vào thời kỳ cao điểm nở rộ tại cố đô Kyoto. Là thời điểm sớm nhất từ khi cơ quan khí tượng Nhật Bản bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1953. Thời điểm này sớm hơn 10 ngày so với mức trung bình 30 năm qua, các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu có thể là nguyên nhân. Vào mùa hoa anh đào, người dân lại nô nức đến công viên để ngắm hoa, ngồi dưới gốc hoa anh đào thưởng thức bữa tiệc nhỏ ấm cúng cùng bạn bè và người thân. Tuy nhiên, hoạt động này có phần bị hạn chế do ảnh hưởng của Covid-19. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 tại ba địa phương Osaka, Hyogo và Miyagi. Quyết định trên được công bố vào ngày 1 tháng 4 sau cuộc họp tại văn phòng Thủ tướng Nhật Bản. Theo đó, ba địa phương nói trên sẽ triển khai các biện pháp trọng điểm nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong vòng 1 tháng, bắt đầu từ ngày 5 tháng 4. Các biện pháp cụ thể là giới hạn thời gian kinh doanh của các nhà hàng ăn uống tối đa đến 20 giờ, hạn chế sử dụng dịch vụ karaoke, hạn chế số người tham gia các sự kiện ở mức tối đa là 5.000 người, tăng cường làm việc từ xa. Quyết định được chính phủ Nhật Bản đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về nguy cơ bùng phát làn sóng dịch bệnh thứ tư. Cụ thể, số ca nhiễm mới đang tăng mạnh ở một số khu vực đã làm gia tăng áp lực hệ thống y tế địa phương. Do đó, thay vì tuyên bố tình trạng khẩn cấp, chính phủ quyết định áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm mang tính tập trung ở một số khu vực và trong một thời gian nhất định. Trên đây là toàn bộ nội dung mà tin nhanh Nhật Bản muốn gửi đến các bạn. Nếu các bạn thấy hữu ích, hãy nhấn nút theo dõi kênh và chia sẻ đến mọi người. Vi chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin sau.